Ok, xin chào tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em trở lại với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của tiếng Anh 365. Trong phần này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về cái phần câu điều kiện, và phần thứ nhất là chúng ta sẽ học về câu điều kiện loại 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học luôn. Đối với câu điều kiện trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái nội dung sau đây. Thứ nhất là cách sử dụng của câu điều kiện loại 1, thứ hai là cấu trúc của câu điều kiện loại 1, và thứ ba là một số bài tập vận dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là cái cách sử dụng của câu điều kiện loại 1. Thì đối với câu điều kiện loại 1, chúng ta nắm được cái nội dung của nó như sau. Nó dùng để diễn tả những sự việc, những hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và nói một cách khác, đó là nó giả định một hành động hoặc một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Đây là nội dung về cái cách sử dụng của câu điều kiện. Chúng ta theo dõi hai ví dụ sau đây. If it rains hard, we will stay at home. Nếu trời mưa to thì chúng tôi sẽ ở nhà. Ví dụ 2. You can pass your final exam if you learn harder. Bạn có thể qua kỳ thi tốt nghiệp nếu bạn học hành chăm chỉ hơn. Như vậy nó diễn tả những cái hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần form. Thì trước khi mà chúng ta được cung cấp cái form cụ thể thì thầy sẽ nói qua một chút về cái câu điều kiện. Thì câu điều kiện, tất cả các loại câu điều kiện nhé, không riêng gì mình câu điều kiện loại 1. Thì nó câu điều kiện thì nó bao gồm hai mệnh đề. Mệnh đề chứa từ if đứng đầu ta gọi là mệnh đề điều kiện. Còn lại mệnh đề còn lại được gọi là mệnh đề chính. Như vậy nó sẽ gồm có hai mệnh đề. Mệnh đề chứa từ if gọi là mệnh đề điều kiện, mệnh đề còn lại là mệnh đề chính. Vị trí của hai mệnh đề thì mệnh đề điều kiện đứng đầu thì giữa hai mệnh đề nó ngăn cách bằng một cái dấu phẩy, sau đó đến mệnh đề chính. Còn nếu như mệnh đề chính đứng đầu thì nó tiếp với từ if và mệnh đề điều kiện. Như vậy thì cái vị trí của nó không làm thay đổi cái nội dung và cái ý nghĩa của câu. Nó chỉ khác nhau giữa dấu phẩy và không có dấu phẩy. Đối với tất cả các loại câu điều kiện nhé. Cấu trúc mệnh đề if thì nó thường là ở thì hiện tại đơn, ở đây thầy ghi rất rõ vào đây là hiện tại đơn. Còn bên này người ta có thể dùng will, can, must, vân cộng với động từ nguyên thể. Đấy, như vậy đây là cái nội dung chúng ta cần nắm khi chúng ta học về câu điều kiện loại 1 cũng như là loại 2, loại 3 trong các phần tiếp theo. Chúng ta để ý vào ba cái ví dụ thầy cung cấp ở đây. Thứ nhất này, if she learn hard, she can get good results. Nếu cô ấy học hành chăm chỉ thì cô ấy có thể đạt cái kết quả, những cái kết quả tốt. Đây là hiện tại đơn với chủ ngữ là she, động từ thầy thêm s. Và đây thầy dùng can và động từ nguyên thể get. Ví dụ số 2, I will arrive on time if I leave soon. Tôi sẽ đến đúng giờ nếu tôi khởi hành sớm. Như vậy câu này ở đây thầy dùng will cộng với động từ nguyên thể, và đây thầy dùng hiện tại đơn với chủ ngữ I, động từ thầy để nguyên. Một cái trường hợp tiếp theo đó là cái một mệnh đề của câu điều kiện, đó là một cái câu dạng mệnh lệnh. Give the letter to him if you miss him. Hãy đưa lá thư cho anh ta nếu bạn gặp anh ta. Như vậy thì chỉ duy nhất trong cái câu điều kiện loại 1 nó mới có một vế của nó là một cái dạng câu mệnh lệnh. Thứ hai, tiếp theo thì thầy nói qua một chút về cái từ unless, thì nó bằng với từ if và not, nghĩa của nó là trừ khi hoặc nếu không. Ta theo dõi cái ví dụ này. If she does not learn hard, she will not pass the exam. Nếu cô ấy không học hành chăm chỉ thì cô ấy sẽ không qua được kỳ thi. Như vậy thì đối với cái dạng này, đây để ý cái chỗ if này và phủ định này thì nó bằng unless. Dạng này thì thường là người ta yêu cầu chúng ta viết từ if sang unless. Và khi thầy thay unless thì đồng thời thầy bỏ phủ định cái chỗ này đi. Và khi bỏ phủ định đi thì nó sẽ quay về cái dạng với thêm s với động từ ở ngôi thứ ba số ít. Và cái mệnh đề phía sau thì nó không không có gì thay đổi cả. Nó vẫn giữ nguyên. Thay đổi if và phủ định bằng unless nó không làm thay đổi nội dung của câu. Tiếp theo thì chúng ta sang cái phần
bài tập vận dụng. Thì trong cái phần bài tập vận dụng thì thầy sẽ chuyển chúng ta sang cái file file Word để chúng ta làm cho nó dễ. Đây là bài tập củng cố. Và ở đây người ta nói rất rõ là cho dạng đúng của động từ trong hoặc với câu điều kiện loại 1. Như vậy là chúng ta ôn tập lại cái cách chúng ta chia thì của các câu điều kiện loại 1. Như vậy thì ở đây mệnh đề câu thứ nhất thì động từ study này, thầy để nguyên. Study thầy để nguyên. Để nguyên. Và thứ hai là cái này thầy có thể dùng là will pass. Tiếp theo. Ở đây thầy sẽ hiện tại đơn thì cái tự động từ này thầy chia như sau. Thầy thêm s và phần này thầy sẽ chia là will work. Tiếp theo, đối với chủ ngữ là he hiện tại đơn thì thầy chia là has. Và bên này thầy sẽ chia là will see. If my friend come, I'll be very happy. Như vậy, ở đây động từ come này với chủ ngữ my friends số nhiều thầy để nguyên. Và bên này thầy sẽ chia là will be. Nếu cô ấy kiếm được nhiều tiền, cô ấy sẽ đi tới New York. Như vậy, hiện tại đơn với động từ earn, thầy thêm s. Và bên này thầy sẽ dùng là will fly. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đi Hà Nội. Nếu chúng tôi đi Hà Nội, chúng tôi sẽ thăm viện bảo tàng. Như vậy ở đây động từ travel này chúng ta để nguyên. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng will visit. Câu tiếp theo. Nếu bạn đi một dép có quai, bạn sẽ bị trượt ở những cái mỏm đá, cái hòn đá. Như vậy đây ta sẽ dùng hiện tại đơn ta để nguyên với chủ ngữ là we. Nếu Giang quên bài tập ở nhà cô ấy thì giáo viên sẽ cho cô ấy điểm thấp. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng là từ forget. Hiện tại đơn ta thêm s với ngôi thứ ba số ít. Và đây ta dùng là will give. If they go to the disco, they listen to loud music. Động chủ ngữ they ta để nguyên động từ. Tiếp theo ta dùng từ will listen. If you wait a minute, wait hiện tại đơn ta để nguyên với chủ ngữ you. Và đây ta dùng là will ask. Tiếp theo là một hai câu viết lại. Câu thứ nhất thì thầy viết như sau: if she come, unless she come. Đấy, và vế sau chúng ta giữ nguyên nên thầy không viết lại nữa. Tiếp theo ta thay unless. Trên if bằng unless thì ta bỏ phủ định, dưới dùng unless thay bằng if thì ta lại phải thêm phủ định vào. If he does not learn fast, he will not get good mark. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần về lý thuyết và một số bài tập vận dụng của câu điều kiện loại 1. Thì trong quá trình làm thì các bạn có thể tạm dừng cái video các bạn làm trước, sau đó các bạn đối chiếu cái đáp án thầy đã cung cấp ở đây. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi. Và các em nhớ chú ý theo dõi tiếp phần của câu điều kiện loại 2 và loại 3 trong các video tiếp theo.